Xin chào quý khách hàng đến với kênh Rutut Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn mini phố rất là đẹp, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình là căn nhà hai mặt tiền trước và mặt tiền sau. Rất là thông thoáng, cũng như căn nhà mình thì có diện tích là ngang 5m2 và độ dài là 15m, được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta thì chúng ta có một cái gara để xe hơi ở phía bên dưới, cũng như một cái phòng khách phía bên dưới, và bên trên tầng lửng của chúng ta là một cái phòng bếp cũng như một cái nhà ăn ở phía bên trên phòng khách của căn phòng bếp của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình thì cũng đã được chủ nhà phun toàn bộ nội thất chúng ta từ dưới trệt lên đến tận sân thượng, cho một cái siêu phẩm mini phố rất là đẹp nằm trên trục đường Quang Trung này. Và căn nhà mình thì chỉ cách trục đường Quang Trung khoảng chưa đến 100m thôi, gần với lại chợ Hạnh Thông Tây cũng như nhà thờ Hạnh Thông Tây và siêu thị Copmart đường Quang Trung, cũng như rất là gần với lại chợ cũng như siêu thị. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu sơ qua cái con đường để dẫn vào căn nhà chúng ta. Chúng ta có một cái con đường khoảng 6m, rất là gần với lại đường trục chính. Chúng ta có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh. Và căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu rất là đẹp cũng như rất là sang trọng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về một cái siêu phẩm mini phố rất là đẹp này, cũng như căn nhà chúng ta là căn nhà hai mặt tiền đường, một mặt tiền phía trước và một mặt tiền phía sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ cửa cuốn phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến chúng ta có thêm một bộ cửa cuốn phía bên trong. Thì chúng ta có hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà rất là chắc chắn, cũng như chúng ta có khoảng không gian phía dưới này, chúng ta có thể để xe hơi cũng như chúng ta có thể mở văn phòng công ty, và chúng ta để rất là nhiều xe ở khu vực dưới tầng trệt của căn nhà. Và di chuyển vào khu vực bên trong một chút thì chúng ta có một cái tam cấp để lên cái phòng khách của căn nhà. Thì căn nhà này có diện tích là ngang 5m2 và độ dài là 15m, và được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và ba lầu. Thì công năng sử dụng chúng ta có một phòng khách, một gara ở dưới trệt, một phòng bếp trên tầng lửng, và bốn phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Cũng như căn nhà mình thì cũng đã được chủ nhà phun toàn bộ nội thất cho căn nhà, và căn nhà mình đang có giá là 9 tỷ 150 triệu đồng còn thương lượng. Di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực phòng khách căn nhà, thì chúng ta thấy là chủ nhà cũng có trang trí chúng ta một bộ bàn ghế sofa, cũng như chúng ta có một cái kệ để tivi, cũng như chúng ta có những cái bức tường bằng gỗ trang trí rất là đẹp. Đây là không gian phòng khách của căn nhà. Và phía sau căn nhà chúng ta thì chúng ta được thiết kế không gian phòng khách rất là thoáng và rất là mát cũng như rất là đẹp. Đây là không gian phòng khách của căn nhà chúng ta, cũng như chúng ta có hệ thống đèn chùm, đèn trang trí trần thạch cao. Và phía sau chúng ta có một cái cửa sổ để mở ra cái con đường phía sau, và một cái cửa để đi ra phía bên ngoài rất là mát. Cũng như cửa đi của chúng ta thì bên ngoài chúng ta có thêm một bộ cửa cuốn phía bên ngoài nữa. Chúng ta có hai lớp cửa, rất là an tâm. Cũng như kế bên thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này mình dùng cho khu vực ở dưới tầng trệt này. Và nhà vệ sinh chúng ta cũng có cửa sổ để mở ra bên ngoài, rất là thoáng và rất là mát. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để khách hàng cùng chiêm ngưỡng một căn nhà có diện tích là ngang 5m2 và độ dài là 15m, được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và ba lầu. Thì công năng chúng ta có là
một gara để xe hơi ở dưới trệt cũng như một cái phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Rất là rộng và rất là thoáng mát. Cũng như phía bên trên căn nhà chúng ta thì chủ nhà thiết kế chúng ta một cái bếp phía trên tầng lửng và một cái bếp cũng rất là rộng rãi. Và căn nhà mình thì chúng ta đang có một cái giá cũng rất là mềm thôi. Chỉ có 9 tỷ 150 triệu đồng còn thương lượng để quý khách hàng có thể sở hữu một cái căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì gần với lại chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây. Và chúng ta có một cái phường 11 là một cái phường trung tâm của quận Gò Vấp. Và với một cái căn nhà có diện tích là ngang 5m2 và độ dài là 15m này thì thật sự là cũng cực kỳ hiếm ở thị trường bất động sản quận Gò Vấp. Đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Thì chúng ta thấy bên trên tầng lửng căn nhà chúng ta có một bộ bàn ghế sofa phía bên ngoài cũng như kệ để tivi, và bên trong thì chúng ta có một bộ bàn ghế ăn 8 ghế ở bên trong, cũng như không gian phòng bếp chúng ta rất là rộng. Và phòng bếp chúng ta thì được ốp gỗ nhập cũng như mặt đá hoa cương. Toàn bộ bếp của căn nhà chúng ta là được nhập từ nước ngoài về. Và không gian phòng bếp căn nhà chúng ta có một cái cửa sổ 4 cánh phía trước để chúng ta lấy gió và ánh sáng rất là mát. Đây là không gian tầng lửng của căn nhà chúng ta. Và căn nhà này thì chủ nhà thiết kế nhà bếp của chúng ta đưa lên trên tầng lửng của căn nhà. Rất là thông thoáng và rất là mát. Cũng như với một cái diện tích là ngang 5m2 và độ dài là 15m, chúng ta có hai mặt tiền đường, thiết kế một căn nhà rất là thông thoáng. Và nhà mình thì toàn bộ được lát gạch đá bóng kính 80 từ dưới tầng trệt lên tầng lửng của căn nhà. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ của căn nhà. Mình sẽ đến với lại phòng ngủ số 1. Mình sẽ đến với lại phòng ngủ phía sau. Thì chúng ta thấy là toàn bộ phòng ngủ của chúng ta thì sàn nhà chúng ta được ốp gỗ cũng như cửa phòng căn nhà chúng ta cũng được làm từ chất liệu và bằng gỗ. Và bên trong thì chúng ta thấy chủ nhà cũng đã đóng hết toàn bộ nội thất cho chúng ta. Phòng ngủ phía sau thì chúng ta có hai cái tủ quần áo với một cái diện tích là ngang 5m2 và độ dài là 15m. Thì chúng ta được thiết kế cũng như bố trí không gian chúng ta rất là rộng và rất là thoáng mát. Phía sau thì chúng ta cũng có một cái cửa sổ để mở ra phía bên ngoài. Hai bên thì chúng ta có thêm hai cái cửa sổ bên hông để lấy gió và ánh sáng, cũng như cửa sổ trang trí rất là đẹp. Cũng như căn phòng chúng ta thì đã được chủ nhà phun hết toàn bộ nội thất, cũng như rèm cửa cũng đã được chủ nhà may sẵn hết chúng ta. Với một cái giá chỉ có hơn 9 tỷ một xíu là quý khách hàng có thể sở hữu được một cái căn nhà có diện tích là ngang 5m2 và độ dài là 15m, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 11 này. Và căn nhà mình thì đã được phun hết toàn bộ nội thất với một cái giá chỉ hơn 9 tỷ đồng còn thương lượng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại nhà vệ sinh. Thì chúng ta có mỗi phòng ngủ chúng ta có một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Và nhà vệ sinh chúng ta thì có đầy đủ hệ thống lavabo, bàn cầu, vòi sen tắm và vách ngăn tấm kính. Đây là phòng vệ sinh, nhà vệ sinh của phòng ngủ số 1 căn nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 2. Căn nhà chúng ta thì có 4 phòng ngủ chính và 4 phòng ngủ chúng ta đã được phun hết toàn bộ nội thất. Rất là sang trọng và rất là đẹp. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình
thì hãy nhanh tay liên hệ về cho nhà đất Hoàng Tiến theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem nhà. Cũng như trên trang nhà đất Hoàng Tiến thì cũng đang có rất là nhiều sản phẩm để cho quý khách hàng lựa chọn với nhiều cái loại mức giá khác nhau, cũng như quý khách hàng đang có nhu cầu mua nhà và đang xem video thì hãy nhanh tay liên hệ về cho nhà đất Hoàng Tiến để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu được một cái căn nhà cũng như có một cái giá rất là mềm. Bây giờ rồi, đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà chúng ta. Chúng ta thấy là căn phòng của chúng ta rất là rộng rãi, chúng ta có đầy đủ cũng như ghế, bàn trang điểm cũng như bàn làm việc và tủ quần áo, kệ để tivi. Một cái diện tích là ngang 5m2 và độ dài là 15m. Chúng ta thiết kế rất là rộng cũng như rất là thoáng, và mỗi phòng ngủ chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Đây là nhà vệ sinh phòng ngủ số 2 căn nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Chúng ta sẽ đến với lại phòng ngủ phía sau của lầu 2, phòng ngủ số 3. Và chúng ta thấy là bốn phòng ngủ chúng ta tương đối là giống nhau, chủ nhà đã phun hết toàn bộ nội thất chúng ta bốn phòng. Và phòng ngủ số phía sau căn nhà chúng ta có hai cái tủ quần áo, cũng như phòng ngủ phía trước chúng ta có một cái tủ quần áo rất là rộng. Đây là không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Và chúng ta thấy là căn nhà mình được thiết kế rất là đẹp, cũng như khách hàng mua căn nhà này thì chúng ta chỉ xách vali vào là chúng ta có thể ở ngay, với một căn nhà đã được chủ nhà phun hết toàn bộ nội thất cho chúng ta từ dưới lên trên. Cũng như căn nhà mình thì trị giá nội thất của căn nhà cũng lên đến gần 1 tỷ đồng, với một cái diện tích là ngang 5m2 và độ dài là 15m. Chúng ta được thiết kế một trệt một lửng và 3 lầu, và căn nhà chúng ta thiết kế cực kỳ là thông thoáng và rất là đẹp, căn nhà hai mặt tiền đường. Và căn nhà này thì đang có giá là 9 tỷ 150 triệu đồng còn thương lượng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 4 của căn nhà. Chúng ta đang đến với lại phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và căn nhà này thì nằm gần với lại chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây của đường Quang Trung, phường 11 của quận Gò Vấp. Một cái phường trung tâm của quận Gò Vấp. Và chúng ta đang có một căn nhà có diện tích là ngang 5m2 và độ dài là 15m, một cái diện tích cực hiếm tại Gò Vấp. Cũng như bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng, thì phía bên trên sân thượng căn nhà chúng ta cũng có một cái bộ bàn ghế sofa, và chúng ta có một cái không gian cũng như cái phòng thờ rất là rộng. Đây là không gian phòng thờ phía trước căn nhà, và bên ngoài thì chúng ta cũng có một cái khoảng sân phía bên ngoài. Bên trên thì chủ nhà cũng đã lợp mái che chắn, cũng như làm chúng ta những cái lam trang trí rất là đẹp, và trồng chúng ta những cái cây rất là xanh và rất là mát. Mặt tiền bên ngoài căn nhà chúng ta thì được phun đá rất là chắc chắn cũng như rất là bền. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại khu vực phía sau, là khu vực phòng giặt cũng như sân phơi phía sau căn nhà. Đây là khu vực sân sau căn nhà chúng ta. Bên trên thì chúng ta cũng thấy chủ nhà đã lợp mái và đã che chắn cho chúng ta, cũng như xung quanh
cũng đã được gắn lan can bảo vệ rất là kiên cố và chắc chắn. Chúng ta có cầu thang để lên trên mái. Giờ video Nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.